Ở lâu nay là bạn có khám ở bên bác trước dịch, trong phân mảnh là 35% và uống thuốc 5 tháng muốn cấy nhưng dịch ảnh hưởng hay không? Bạn ở tận mãi Nha Trang, thật ra là đáng tiếc, đúng là cái COVID đó làm chúng ta không gặp nhau khá lâu hả bạn ha, cũng hơn 5 tháng. Thì như vậy với trong phân mảnh 35% thì bác sĩ Nhật có thể giúp cho các bạn làm phẫu thuật ống nghiệm được và tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Tuy nhiên rằng là các bạn cũng hay hỏi bác sĩ Nhật rằng là liệu rằng chúng ta bơm tinh trùng thì được hay không? Thật ra là hoàn toàn được, tuy nhiên các bạn cũng nên có một cái khái niệm như vậy. Cái khả năng bơm tinh trùng và giao hợp tự nhiên, tỷ lệ có thai của giao hợp tự nhiên trong một chu kỳ khoảng 18%. Bơm tinh trùng tỷ lệ có thai khoảng 20 cho tới 25%. Có nghĩa là bơm tinh trùng 10 người bơm, 2 người có. Thì cũng ngang ngửa với là chúng ta giao hợp tự nhiên. Hai các bạn ha. Bởi vì cái tình trạng của hai vợ chồng bạn thì chắc chắn là có thai tự nhiên nhưng không giữ được thai và thai lưu liên tiếp hay là sản thai liên tiếp, thì cái vấn đề này nó giải quyết bằng cái phẫu thuật ống nghiệm và nuôi lên con ngày năm. Nhưng còn nếu chúng ta giao hợp tự nhiên chúng ta vẫn có thai mà, thì nếu như chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta vẫn có thể giao hợp tự nhiên, và nếu chúng ta có thai thì tất nhiên là bác sĩ Nhật sẽ hướng dẫn giúp cho các bạn một số các cái hướng dẫn để biết đâu chúng ta may mắn chúng ta có thể giữ được thai ha. Và vấn đề là các bạn phải lạc quan ha, và có tinh thần thật tốt, hiểu được câu chuyện thật tốt.